Đây là một cái dự án căn hộ chung cư cao cấp của chủ đầu tư Xuân Mai tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái dự án này á, là nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Và hôm nay Minh Tuấn sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một căn hộ Eco Green Sài Gòn, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có mức giá thuê là 16 triệu một tháng nha cả nhà. Và đối với cái căn hộ này á, thì chủ nhà họ sẽ bàn giao tất cả các nội thất cơ bản như chủ đầu tư họ bàn giao cho mình thôi ha. Nè, ở bên tay phải của Minh Tuấn á, cái khu vực này sẽ CB tổng. Ở bên tay trái này sẽ là chung cửa Vidafo để gọi xuống sảnh lễ tân nha. Đây là cái khu vực nhà vệ sinh chung này cả nhà. Thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình những cái nội thất cơ bản thôi, là bồn rửa nè, rồi vách kính nè, lavabo nè và bồn tắm đứng nữa đây. Đây là cái phòng ngủ master nha cả nhà. Và trong phòng ngủ master thì sẽ có một cái nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh chung á, thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình á, nè, là bồn rửa nè, kính nè, bể đá và lavabo, bồn tắm đứng nha cả nhà. Trong phòng master á, thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao sẵn cho mình á, là một cái tủ để quần áo như thế này nha cả nhà. Và đối với tất cả các phòng ngủ trong cái căn hộ Eco Green Sài Gòn á, thì chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình á, là tàn gỗ full 100% nha cả nhà. Và trong mỗi cái phòng ngủ á, là đều có cửa sổ là cao từ sàn cho tới tầng nha. Đây là cái khu vực phòng khách này cả nhà. Thì đối với phòng khách á, thì chủ đầu tư họ sẽ trang bị cho mình á, là máy lạnh âm trần, đèn chiếu sáng cơ bản và cửa ra ban công thì cũng là từ sàn cho tới trần luôn nha cả nhà. Đây là cái khu vực ban công. Thì cái căn này á, là có tầm view rất là thoáng, view ra ngoài vị Nguyễn Văn Linh này, view ra hướng cầu Phú Mỹ và hướng về Phú Mỹ Hưng nha cả nhà. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ này cả nhà. Thì trong cái phòng ngủ nhỏ này á, thì chủ đầu tư họ cũng bàn giao tương tự như cái khu vực phòng master thôi nha cả nhà. Và kính của cái cửa kính á, thì họ cũng bàn giao cho mình á, là cao từ sàn cho tới trần luôn nha. Đây là cái khu vực phòng ngủ nhỏ thứ hai này cả nhà. Cái phòng ngủ nhỏ này á, thì có diện tích khá nhỏ,
Nên theo như mình vẫn thấy á, thì mình có thể thiết kế một cái phòng làm việc ở ngay đây này cả nhà. Cái cửa sổ ở đây á, là cửa sổ góc nha, rất là rộng. Đây là khu vực bếp nha cả nhà. Và chủ đầu tư họ sẽ bàn giao cho mình là bếp đôi. Và ở đây là sẽ có bếp trên, bếp dưới và bếp điện từ, máy hút mùi, bồn rửa. Cái khu vực lối giá thì sẽ là khu vực để cục nóng, máy lạnh nè, và khu vực để máy giặt, máy sấy nha cả nhà. Khu vực lối giá ở đây thì cũng khá là nhỏ. Và một cái căn hộ Eco Green Sài Gòn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh có thiết kế y chang như vậy á, thì hiện tại trên thị trường đang được giao dịch với mức giá bán á, là từ 5 tỷ 8 đến 6 tỷ 1 nha cả nhà. Và hiện tại á, là hầu hết những cái căn hộ bên Eco Green Sài Gòn á, là sẽ có những cái căn có sổ và những có căn á, là đang trong cái giai đoạn hợp đồng mua bán nha cả nhà. Và về những cái ưu điểm, nhược điểm chung và kiểu như là giá bán của những căn hộ khác ở trong cái dự án Eco Green Sài Gòn quận 7 á, thì Minh Tuấn cũng đã chia sẻ trong một cái video về Eco Green rồi. Minh Tuấn sẽ để cái link video đó ở bên phía dưới video này nha. Và các bạn nếu cần thêm thông tin gì á, thì các bạn cứ nhắn tin trực tiếp cho Minh Tuấn nhé. Vậy thì tại sao mà mình nên thuê cái căn hộ Eco Green Sài Gòn này? Thứ nhất á, là theo như Minh Tuấn thấy á, là cái vị trí của dự án Eco Green Sài Gòn á, rất là đẹp, rất là thuận tiện di chuyển về trung tâm của quận 7 cũng như là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh như quận 4, quận 1 nha cả nhà. Cách đâu đó cỡ khoảng là 5 đến 15 phút đi xe máy thôi. Cái thứ hai á, là cái tiện ích của cái dự án Eco Green Sài Gòn á, thì cũng rất là đầy đủ. Thì ở đây á, là sẽ có những trường mầm non nè, siêu thị nè, như King Food, Winmart, các quán cà phê nè. Đây là cái khu vực chung dành cho cư dân và các cư dân bên ngoài nữa nha cả nhà. Ở trên tầng 3 là sẽ là cái khu compound dành riêng cho cư dân Eco Green Sài Gòn thôi nha các bạn. Những cái tiện ích ở tầng 3 như là hồ bơi, gym nè, rồi yoga nè, sân chơi trẻ em nè, thì mình đều phải có thẻ cư dân mới có thể sử dụng được những cái tiện ích đó nha cả nhà. Và cái mức phí quản lý của cái dự án Eco Green Sài Gòn á, là rơi vào 16.000 một trên 1m2. Và khi mà bạn đóng cái phần phí này á, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tất cả các tiện ích kể trên một cách miễn phí nha cả nhà. Và cái điều mà Minh Tuấn cảm thấy thích về cái căn hộ Eco Green Sài Gòn 3 phòng ngủ này á, là cái phòng ngủ nhỏ này nè, mình có thể hoàn toàn có thể làm một cái phòng ngủ nhỏ hoặc làm một cái phòng làm việc. Tại cái view của cái căn phòng này á, là căn góc nên rất là đẹp nha cả nhà. Một điểm trừ ở cái dự án Eco Green Sài Gòn này á, có lẽ là cái sàn gỗ ở đây á, là chủ đầu tư họ bàn giao chưa được cao cấp lắm, cho nên là cũng dễ bị nước với bị nở ra nha cả nhà. Và hiện tại á, là ở cái dự án Eco Green Sài Gòn này á, thì cư dân với ban quản lý á, là vẫn đang có một số cái vấn đề. Cụ thể là khi mà mình sử dụng những cái tiện ích ở khu vực compound như là gym, yoga, rồi khu vực sân chơi trẻ em á, thì bên ban quản lý họ đang bắt cái mình á, là phải thanh toán tiền điện khi mà sử dụng những cái tiện ích đó. Thì cái đó là những cái thông tin mà Minh Tuấn biết ở trên những cái group cư dân thôi, thì các bạn có thể tham khảo những cái thông tin đó ha. Vừa rồi á, là những cái chia sẻ của Minh Tuấn về dự án Eco Green Sài Gòn quận 7 cũng như về căn hộ 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh có giá cho thuê là 16 triệu. Và nếu như các bạn có cần thêm thông tin hay muốn chia sẻ gì thêm về căn hộ này, hay là muốn chuyển nhượng mua bán căn hộ Eco Green, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Zalo của Minh Tuấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nha.